皆さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ここ後ろにあるよ。皆さん、元気ですか？え、もう、まだそこ。まだ、まだ。もう一回、もう一回、もう一回。そろそろ試験だから、やないといけない動画があるんですね。おお、できました。じゃあとかは、何に、まっけん、はい、で、どうしたべ、え、どうい、ヘビーのい、だね、そうそう、もうさ、もう無理じゃ、うん、実は、明白クリップ này、明当試験、明定làm stream online、tức là vào tối ngày thứ năm ngày kia, thời gian lúc 7:30 giờ Việt Nam ngay tại fanpage này.Mình sẽ tường thuật trực tiếp cái giờ học tiếng Nhật online trước khi thi cho các bạn. Trên thực tế thì khi mà làm bài thì các bạn thường mắc rất là nhiều lỗi căn bản, chẳng hạn như là bị sai về trường âm hay là chữ Hán có một vài chi tiết nhỏ mà chúng ta không nhớ và chúng ta sẽ điền sai. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những bài thi như vậy, rồi thì hướng dẫn cho các bạn là cách làm bài thi như thế nào cho nó thật là chính xác. OkVe nội dung của ngày hôm đó thì cụ thể như sau. Đây các bạn có thể xem đây. Mình sẽ cho rất là nhiều những cái từ vựng như thế này, có trường âm hay là không có trường âm. Chẳng hạn như câu này đúng không? Câu này là chữ Hán này đọc là gì? Đúng không? Simple hay là symbol đúng không? Không nhớ được đúng không? Thì đáp án của nó là simple, simple đấy, tiến bộ. Tôi anh đang cho lại.Anh đang cho các bạn đến nào rồi? Hay là một câu này nữa chẳng hạn, đúng không? Đúng rồi. 美味しくて有名なケーキを買うために行列ができている。Câu này đáp án là 行列ですね。行列。Các bạn nhớ nhé. Chữ này là chữ hành. Nhưng mà các bạn không được nhớ là cô nhé. Phải nhớ là 行, nhớ là 行 là hàng. Đế chữ là thành hàng dài. Và nó có một cách... Một cái...ứng dụng của từ này đó là luôn luôn đi kèm với là dekteru nhé, dekteru để mua được cái bánh nổi tiếng và ngon ấy thì phải xếp thành hàng dài, ok? Hay là chúng ta có thể nói là cái quán đó đông người nhỉ, lúc nào cũng xếp hàng dài cả. Anomisa ichimokondemasu ne, gyoretsu ga dekitemasu ne. Đấy, có ý nghĩa của từ gyoretsu này và còn có rất là nhiều câu hỏi khác nữa.Đúng không? Vậy thì hôm nay mình sẽ xuất hiện trên YouTube vào ngày kia. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày hôm ấy. Các bạn nhớ nhá, tối ngày kia là tối mùng 1 tháng 12. Thứ năm. Tối ngày kia gì? Thứ bảy đâu? Thứ năm. OK, tối ngày kia. Bye bye các bạn. Xin chào. Để bắt đầu nhá.Let's go.